Những ngày qua, người dân xôn xao vụ việc ông Nguyễn Văn Trọng, công chức kế toán Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, trúng đấu giá 23 lô đất với tổng giá trị lên tới 30 tỷ đồng. Đáng chú ý, người này còn có gia thế khủng là em trai của Phó Chủ tịch huyện Quỳnh Lưu. Sau khi dư luận bức xúc đưa lên các mặt báo, đến thời điểm này, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã làm thủ tục hủy kết quả trúng đấu giá 23 lô đất nêu trên.